also a Mas ela é Minor! Alright, Minor is down. Mấy ai slow thì anh ta đánh rất nhiều deck và quay trở lại. Wow, Zack chơi Furnace. Chẳng lẽ là đánh Zack chơi mình béo Lightning đi không? Đúng rồi, mình béo Lightning rồi với xuất hiện Furnace và Mega. Bên kia là Lava Clone rồi. Lava Clone thì chắc chắn là sẽ ăn được. Ôi, Zack ơi, Zack sẽ thua. Ở trong cái bài này thì Lightning gần như là nó không, nó vô tác dụng. Rồi ôi, Fisherman, zip zack. Flying machine, Lightning. Ok, Lightning, nice. Phải Lightning cho cái Flying Machine. Chắc chắn là như vậy. Và bây giờ cái bài của Zack nó chính là không thể đẩy được mình béo được. Một cái đẩy Furnace rồi và dùng giữ lại Lightning để cho cái Flying Machine. Nhưng mà hãy rất cẩn thận khi mà Flying Machine nó sẽ clone ngay lập tức trước khi mà cái Lightning trước khi mà cái Lightning nó được sử dụng. Đây là một trận rất là khó cho Zack. Chúng ta còn xem ôi Secretary mà clone và thẻ cuối cùng là Lumber thôi, Lumber. Mình nghĩ cái matchup này khi mà nhân 2 thì Aslan sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Rồi, đổi hướng rồi. Lumber sẽ xuất hiện đây. Fisherman có xuất hiện không? Ủa? Không có Fisherman. À, không có Lumber. Không, Lumber sẽ dùng cho tôi sau rồi. Bảo kê được con Flying Machine không? Bảo kê được rồi. Tiếp theo là một lượng đam cực kỳ lớn, Lumber lên. Lumber. Oh, Lumber có thấy chưa? Đúng theo mình dự đoán nó là con Lumber tiếp theo khi mà nhân bản, cũng kiểu là Flying Machine vậy. Khi mà được nhân bản thì rất nhiều đam. Đây là một bất chấp rất khó cho Zack và một lock hơi chậm và như vậy thì đàn bét nó sẽ cắn chết con giờ mình mẽo ngay lập tức. Một Lightning chắc là không đủ. Thực sự để mà nói thì Zack đang bị Zack hơi chần chừ trong cái turn vừa rồi khi mà thủ không được. Lightning và cũng vậy GG. Thực sự lần đầu tiên mình thấy Zack chơi loài mình béo Lightning nhưng mà bài cao tay hơn đó chính là Ice Law. Đang chơi cao tay hơn rất nhiều. Ngay từ những cái turn đầu tiên thì mình đoán ngay là Zack sẽ thua. Inferno. Oh, đây là cái deck Mega Base rồi, đúng không? Hello bro. Đúng rồi, đây là hình như đây là cái deck. No, đây là cái deck Mega Knight. Và bên kia là mình béo Miner. Đúng rồi, mình béo Miner. Một cái fireball cho con Magic Archer. Ôi, là đồ án vào trang stream của mình. Cảm ơn đã xem. Mũi mình rút này. Không, đây là Beast Spam rồi, không phải là deck mình nhờ có con Ram Rider đúng hơn. Lumber và Ram Rider, đúng rồi, đây là deck của... Chúng ta thường thấy là Samuel Basto anh ta đánh deck này. Tuy nhiên deck này rất khó để có thể chặn được con mình béo. Các bạn nhìn thấy đấy, là...
Còn Ban Dip vào trụ, tuy nhiên thì một lượng đam cực kỳ lớn đến từ Ban Dip. Tuy nhiên thì con Minh Béo bên này cũng rất là lợi hại luôn. Một mình nó bắn. Thả cuối cùng là một cái tornado. Đúng không nhỉ? Mình nghĩ là tornado, nhưng mà nếu mà tornado trong cái tuần vừa rồi thì mình nghĩ là sẽ kéo con Ban Dip vào trụ thì đúng hơn. Anh chị kính chào. Zac, anh ta deck của Zac thì không có spell, vì vậy là anh ta cần phải gọi là cần phải ăn được cái trụ ngay lập tức. Tại vì nếu mà anh ta mà cứ thủ là anh ta sẽ không thủ được. Không có gì có chặn được Minh Béo. Và bây giờ lượng máu chỉ còn 400-500 máu rồi. Magic ăn chợ, bắn vào trụ đi, Magic ăn chợ. Lão vào, bán ít lão vào, đúng rồi. Đây là một deck Grease Spam. Một file một lỗi và bây giờ Ice Law, bây giờ anh ta phải đẩy Minh Béo. Và bây giờ không cần phải trận Ram. Ui, trận Ram Raider và Looper. Ui, Super Defense. Crazy. Hay quá Zac ơi. Một pha đẩy thực ra là vẫn rất là may mắn khi mà Ice Law anh ta vượt thả Fireball phát lại gặp ngay cả Magic Archer. Tuyệt vời luôn. Good luck, good luck. Match point for Bob Gaming. I saw potentially to bring it to the King of the Hill. Max. And here from Jack. Good job. Oh, Ice Law. Ui, hình như đấy thích balloon rồi, balloon. Let's wait just a little bit more. Oh, đây là deck Balloon Cycle. Và đây là Mota Miner. Mota nhất pop được bao nhiêu tiền nữa? Mình không để ý. Nhưng mà phải nói là PUBG là một cái giải đấu mà mình rất thích xem, bởi vì họ tổ chức kinh khủng, họ tổ chức quy mô và lớn và tài giải thưởng rất nhiều. Mình xem từ những ngày đầu khi mà những cái giải đấu mà sau ở Thái Lan, sau rồi xem sang Đức nữa. Nhất là Refund. Refund tạo cho con đường cảm hứng của PUBG Việt Nam, anh em PUBG Việt Nam. Sau đấy là Divine. Nhưng bây giờ hiện tại vẫn là Divine và SK Game SGD à? Sky Gaming Đắk Lắk. Xem bắn khuê vãi. Kick Tour ngày trận đấu vừa rồi, ngày hôm qua thì Kick Tour. Ủa, Zac đánh vô tàng kinh khủng phết. Rất khó đấy, có thể anh tiếp được King Tower. Và cuối cùng là Giáp không giết được con Dark Goblin. Trời ơi. Đúng rồi, Mota đây. Ông nào nãy comment kêu ông Mota nhỉ? À, comment Mota. À đúng rồi, Shinichi nói con Mota đúng luôn. Ở trong cái game đấu này thì mình thấy có một cái bài phải là Svanky sẽ đi lên trước và Balloon sẽ lên sau. Nhưng mà các bạn có thấy là cái khoảng cách như thế này thì rất khó để có thể kết hợp được. Svanky với lại Kitchener phải kéo tornado rất là xa. Bánh nào bắt được Dark Goblin rồi và một cái giáp. Sunny phải giáp rồi, đúng rồi. Kitchener sẽ xử lý được tốn này tốt. Rồi, sẽ có một cái Balloon đầy hướng. Đấy, Asalo anh ta đang bắt nhịp được trận đấu rồi. Thả một con xương ở phía bên kia thôi, hoặc một skeleton thôi là hợp lý. Không, tên này để bỏ đi ạ. Miner sẽ bắt giáp không? Rồi. Mà Snowball được không? Có một cái giáp nữa không? Không có rồi, chưa có đủ rồi. Có một đam đến từ Balloon, trời ơi. Bây giờ là khó cho Zac rồi. Phải đẩy mạo. Mota đâu. Không được để Balloon đi qua được Mota. Miner bị khe trước được. Anh làm pha xử lý mà làm anh em chờ 30 phút mới xem được. Thực ra là mình nghĩ là trong cái tuần này thì Zac nên đẩy Rascal nhiều hơn là việc mà đẩy Mep. Mặc dù biết là Mep, ôi con Miner đập rất nhiều đam.
Nhưng mà rất nguy hiểm khi mà rất nguy hiểm sẽ có một cái giáp Executioner, nó sẽ cay ngay không mà. Snowball đâu? Hiểm quá. Jack ơi, 192 máu, chỉ còn một Miner mà thôi. Miner nó sẽ rỉa đến chết rồi. Và bây giờ là Balloon đi vào, trời ơi, hết chuyện rồi. Đây là lúc còn Balloon mà bạn giáp đâu. Không cần giáp, giáp con này cũng không cần nữa. Miner Active King Tower. Ở hướng rồi, Miner mới bắt Miner đi. Trời ơi, Jack đang bị... Bây giờ là Miner. Snowbone. Ôi, Jack. Giáp vẫn chưa đủ, bên kia giáp sẽ chưa đủ. Mota. Ôi, Jack đánh hay quá, một Snowball tuyệt vời và một quả của Mota thông minh, kiệt xuất.